rồi. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta được gặp nhau. Ngày hôm nay mình với admin là Nguyễn Hưng có nhận được một cái nút bạc từ bên Mỹ được về. Quý vị sẽ nhìn thấy đây là kỹ sư Nguyễn Đức Tiến Luyện. Cái giúp của mình là kỹ thuật thi công cơ điện. Thì các bạn sẽ thấy là từ ngày 23 tháng 10 năm 2016 đến ngày 27 tháng 3 năm 2020, đây là gần như là 4 năm mà lấy được điều này. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà mình làm được một kênh chia sẻ về kinh nghiệm thi công điện nước hay là điện công nghiệp. Thì một cái sự trả giá rất là đắt, đó là cái sự nhục mạ và cái sự chửi rất là nhiều. Nhưng đây là một cái niềm nuôi giá trị tinh thần. Cũng cảm ơn admin rất là nhiều đã chia sẻ và giữ được cái kênh ngày hôm nay. Mà admin phát biểu cảm ơn khán giả. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Trong thời gian qua, anh chị các bạn đã ủng hộ đến kênh kỹ thuật thi công cơ điện, để rồi kênh phát triển đến ngày nay. Và mong ước một điều rằng những giá trị của kỹ sư người ta mang đến anh chị sẽ mang quý nhất để giúp đỡ cho anh chị trong công việc của mình. Và mong rằng anh chị sẽ ủng hộ kênh hơn nữa, để rồi kênh có thể là phát triển mạnh hơn nữa để có thể đạt được nút vàng. Cảm ơn trân trọng tỏ lòng biết ơn quý anh chị em, quý ông bà đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã gặp nhau. Hôm nay thì tôi mất nghề rồi cho nên về quê đi cày ruộng nha. Thêm mờ. Đi 593-94 nhà đi theo chú ở Quảng Ngãi á, đi phụ trâu trong quay bò. Hôm nay rất là vui ôn lại cái ngày xưa. Xin chào các bạn, mình đi làm điện mà bây giờ mình đi ra mình cày bò luôn nha.